Hello, chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại kênh của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại Đà Nẵng các bạn. Đây mình đang đứng cạnh dòng sông Hàn luôn ha. Đó, cạnh dòng sông Hàn nè, các bạn thấy gì không? Có hai du thuyền nè. Đó, du thuyền từ xa là có phục vụ ăn uống và ca hát trên đó ha. Đó, thì đó nó chạy vòng sông Hàn này thôi. Ở bên cạnh là cái cầu rồng nha các bạn. Cầu rồng mà có LED bảy màu rất là đẹp nha. Đứng đây mình quay phấp cái đầu rồng này. Bên cạnh sông Hàn thì có một cái tòa nhà có dãy LED rất là đẹp. Một tiếng là nó diễn lá cờ, nó đang là lá cờ Việt Nam, cờ đỏ sao vàng ha. Đây nó diễn là I Love Đà Nẵng. Đó. Chữ LED này được phản chiếu xuống mặt nước, nó nhìn rất là đẹp các bạn. Tòa nhà Novotel mà. Phía xa có cái cầu này gọi là cầu xây các bạn. Có dãy LED rất là đẹp ha. Vì cầu xây này là nó chỉ xây khi mà tàu thuyền đi qua các bạn, xây nó sẽ xây được 90 độ ha. Đẹp quá. Còn đây là biểu tượng của Đà Nẵng, giống Singapore các bạn. Đây là biểu tượng cá chép hóa rồng ha. Thường là biểu tượng này có phun nước nữa nè, sao bữa nay không phun mà các bạn. Nếu mà phun nước nữa nhìn rất là đẹp ha. Đây có chuyện gì? Là sao? Đây là bên cầu, ở bên cạnh cầu rồng các bạn, dưới chân cầu rồng nè. Ở dưới cái này rất đẹp. Thường là cầu rồng này phun lửa vào thứ Bảy hoặc là Chủ nhật các bạn. Bữa nay mình đi là chưa đến thứ Bảy Chủ nhật nên là chưa có phun lửa ha. Phun lửa là 9 giờ tối là phun á. Phun lửa xong phun nước. Đây là con thuyền. Trên đây là có đầy đủ các món ăn chơi ha. Cà phê nè, nhà hàng nè, tiệc đồ trên này ha. Đây là một cái cầu cạnh con cá chép hóa rồng các bạn. Những cặp đôi mà đến đây á, thường là người ta ra đây người ta lấy cái khóa, người ta khóa lại gọi là cây cầu tình yêu các bạn. Ở bên đây mình mà bắt chước Singapore ha. Đó. Có những ổ khóa nè. Rồi bây giờ hiện tại mình đang đi vô phố cổ Hội An các bạn. Đây. Đưa mình vô phố cổ Hội An. Đến nơi đây là quảng trường sông Hoài ha. Đó, nằm ở số 1 Cao Hồng Lạng, thành phố Hội An. Rồi hai bên đường của quán rất là nhiều vải lụa nha. Đó, những căn nhà cổ cổ. Những cái hàng quán rất là nhỏ nhỏ xinh xinh ra. Áo dài cho thuê xe đạp đỡ mỏi chân. Và trưng bày văn hóa Nhật Bản. qua những nhà cổ, và nhà nào cổ thì là phải có hai cái mắt cửa và che cái mảnh vải đỏ, ý nghĩa của nó tránh sự trừ ma từ tà của mình. Mắt của nhà đấy. Hay à. Đi con mấy cuốn tôm này xong. Đây mà mình vô cổng nha. À cô ấy hả? Cô xin chào các đoàn. Chúng ta sẽ tham quan cái công trình cầu Nhật Bản này một chút. Và đây là biểu tượng của di sản văn hóa thế giới Hội An. Nó được in ở sau lưng tờ tiền 20.000 đồng mà người Việt Nam chúng ta đang dùng ngày hôm nay. Ở đây nó có cái sự giao thoa về văn hóa. Và cây cầu này được người Nhật người ta xây dựng ra cách đây đã hơn 400 năm trước rồi. Và có hai bức tượng khỉ đặt ở hai đây, đầu cầu phía Tây mọi người vừa đi vào nhìn thấy. Phía bên đầu cầu phía Đông bên này có hai bức tượng chó. Hai cái linh vật này được đặt ở đây có thể là cái cách đánh dấu về thời gian xây dựng. Tức là công trình này có thể là được khởi công xây từ năm Thân, trải qua năm Dậu đến năm Tuất thì hoàn thành. Cũng có thể hai cái linh vật này được đặt ở đây là để bảo vệ cho cái người dân đi lại theo như cách là thờ những vị thần địa phương. Và khoảng 50 năm sau khi mà tiếp quản khu phố Nhật, từ những năm 1635 là người Nhật về nước, thì người Hoa, người Việt mới xây dựng lên cái phần miếu mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Và người miền Trung, người miền Nam á, thì sẽ gọi nơi này là chùa, người miền Bắc á, sẽ gọi là miếu. Ở đây thì đơn giản thôi, nơi nào có thờ tự có thắp hương thì nó sẽ được gọi là chùa. Và họ mới ghép tên của hai công trình lại với nhau và bắt đầu bây giờ mới gọi là chùa cầu. Thì chùa cầu bây giờ cũng là tên gọi quen thuộc nhất của người dân địa phương. Và tên gọi thứ ba nằm ở Hành Phi và đọc từ bên phải qua, Lai Viễn Kiều. Lai là đến, viễn là xa và kiều là cầu. Nó mang hàm ý là cầu của người phương xa đến đây xây dựng. Và hàng năm thì ở đây đều có thiên tai lũ lụt, bởi vì Hội An này là vùng hạ lưu của sông Thu Bồn. Nên là cái vị thần được thờ ở trong miếu này là một vị thần về thờ về trị thủy. Có những năm chúng ta đến ở đây là nước lụt cao đường gối. Thì cái đoạn đường mọi người đi bộ xuống thì nó khoảng tầm 1m8 đến 2m. Và vị thần trị thủy này có tên gọi là Huyền Thiên Trấn Vũ. Thờ thần cũng mong muốn là được bình an. Chúng ta có thể tham quan thêm cái phần ở trong miếu, thắp nhang. Và có thể vòng xuống bên dưới để chụp hình lưu niệm lại cái công trình cầu Nhật Bản này. Bởi vì sắp tới đây nó sẽ được trùng tu mới lại rồi. Nó cũng đang bị xuống cấp rất là nhiều rồi. Rồi, cảm ơn anh. Xin chào. Hả? Bỏ túi không? Anh ơi. Đấy rồi, đang đi vô trong cái cầu. Bây giờ trên đường đi đâu. Đây, xong vô cái cổng rồi. Cuối cùng rồi, xong rồi không? Đây. Trong này cũng giống ngoài vậy đó. Đây chính là hội quán của người Quảng Đông. Thì chúng ta biết rằng là ngày xưa cái người Trung Quốc đến đây là có 5 bang: Quảng Đông này, Hoa Nam, Triều Châu, Phúc Kiến và bang Hoa Ấn. Thì mỗi bang đến đây lập cho mình có hội quán riêng để hội tụ toàn bộ sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của họ. Thì đây là bang của người Quảng Đông. Do vậy bà bốn chữ Hán này đó chính là Quảng Đông hội quán. Chúng ta đọc từ bên tay trái qua bên trái. Rất tiếc là hiện nay thì qua quá trình giờ thì đã đóng cửa. Nhưng mà trong này là thờ chính chủ yếu là thờ quan công, tức là quan quân trường á. Quan quân trường như vậy. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra khu vực chính này nhé. Bây giờ đây chính là khu vực trung tâm nhất của Hội An. Nếu chúng ta có đi là chỉ đi một khu vực này thôi nhá. Chúng ta lưu ý này. Đến đây thì chúng ta sẽ tự do và đi đoàn đâu rồi, coi chừng lạc đường nha. À, trong sách có một mỏ gì? Đẹp mà. Cái này là mình đi tàu tàu nè. Rồi mọi người lưu ý này, bây giờ đến đây là cho mọi người là tự do này. Một là mọi người chúng ta muốn đi sang phía bên kia thì chúng ta đi qua bộ qua cầu, đi sang cái phố đèn lồng ở bên kia, hoặc đi dọc dòng sông này. Nhưng mà tí nữa đi về là chúng ta nhớ lại về cái đường qua cầu Nhật Bản đó, mà để đi ra lại khu vực bên kia là 9:30 nhá. Bây giờ là 9:25 này, vẫn còn gần 1 tiếng nữa để chúng ta chơi ở khu vực này tự do này. Chúng ta lưu ý nhá, 9:30 là có mặt ở ngoài kia. Rồi rồi. Đến đây, anh không có mấy người có mặt ngoài kia. 9:20 em ra đâu? 9:20 có mặt ngoài kia được rồi. Rồi 9:30 nhá. 9:30 là bắt đầu là có mặt ngoài kia. Giờ ông có đi vậy? Không, bây giờ là đến đây là mỗi người đi một hướng. Ai muốn đi sang phía bên kia thì chúng ta đi đầu đi chơi. Đi tới sáng. Đây là gọi là sông Huyền Hoa. Đây. Đẹp à, đẹp lông đi. Thôi giờ. Đâu mấy chữ, đâu mấy chữ. Đi hôn Huyền đây đi lắm. Đi lắm mỏi chân chơi. À, nhưng mà trèo ngang đây ấy, hắn ngồi xuống đâu ấy, đâu phải ngồi thấp. Dạ dạ không đụng. Ông nào đứng mà như mấy ông chạy trèo đó. Hello. Chăm sóc sắc đẹp, ai làm mà ai đi mỏi chân này vô đây nữa bạn. Ai mỏi chân thì mình vô đây massage chân nha. Biểu diễn kem ở đây là kem cuộn Thái Lan các bạn, qua đây là kem cuộn Thái Lan. Hầu như ở đâu cũng có ha, đây các khu vui chơi giải trí là đều có các bạn. Như là cái nền ở dưới làm rất là lạnh các bạn. Đó. Kem lúc đầu là nó lạnh thôi. Xong rồi để cán ra cái là nó đông lại gì. sẽ xem làm một ly nữa nha. Trong đoạn trộn kem các bạn, trộn hai màu cho đẹp, cho nó đều ha. Đó, chuẩn bị đặt rồi nè, chuẩn bị đặt rồi các bạn. Chuẩn bị đặt cán nền. Xong rồi là thành kem, thành một ly. Đây dịch vụ massage rất là nhiều các bạn. Thường phố cổ Hội An là đi ban đêm mới đẹp các bạn, đi ban ngày vắng quá, hàng quán rồi đã cũng ít bán thôi. Lấy cầu